Em đợi em quay đi, em làm. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái miếng này để mình vắt ra ong nguyên chất đúng không? Đúng rồi. Cái này là đã vệ sinh sạch sẽ, tay là rửa sạch rồi nha bà con. Đúng rồi. Chứ đúng ra là theo quy trình vệ sinh là phải có bao tay. Lần nhưng mình ở trong đồng mình đâu có mình ở trong đồng sạch tay đâu quốc à. Anh thấy cũng nhiều ha. Tính vô đi gần hết vậy. Ở đâu? Đứng hả? Mắc cá sạc hay gì? Còn cái sáp này thì mình làm gì? Mình sẽ nấu để mình tha kèo rồi lại á. À, mình tha cái kèo mình ghét trong rừng đó. Rồi, ok. Mà anh đổ là không khi nào nó chảy hết liền chứ, nó phải dính lại gì nè. Mặt ta ông mình bắt trong rừng về nguyên chất, bắt đầu mình sẽ để vô tủ lạnh là nó sẽ không đặt lại, nó chỉ sệt như vậy thôi. Là cái này là mình em bỏ cái này bao lâu rồi? Bỏ cái này khoảng một tuần lễ rồi. Một tuần lễ và nó không có bị đặc lại. Không có bị đặc lại. Tức là bảo đảm là cái mặt của mình nó không có nước. Đúng đúng. Nó đó là mặt đó, nguyên chất. Nó rất là dẻo mọi người. Rất là dẻo luôn. Nó giống như mạch nha ha. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác giống như mạch nha ha. Đây mình cho mọi người coi nha, nó hoàn toàn là nó không có bị đứt khúc. Chưa có gia chạm qua cái mặt giả nên mình cũng không biết là nó như thế nào. Với lại là trong quá trình mà anh thấy em thu hoạch đó là bảo quản rất là kỹ và không có bất kỳ đúng rồi. Va chạm với nước và không rất, có nước rất là kỹ. Còn với cái mặt này là mình sẽ để như vậy và mình bỏ vô chai luôn chứ không có lọc được đúng không? Đúng. Tại vì ngay mình cả thậm chí là những cái gác với con ăn thôi. Chứ mặt mình đi vô rừng mà làm gì mà không phải không bị bụi, lúc nào cũng phải như có bụi lá sậy đồ này kia chứ không thể nào mình làm sạch lọc cho nó sạch được. Nhưng mà nếu mà thường mà mật ong mà nuôi mà bỏ qua lọc qua vài mùng là nó chạy hết và nó nhiều xuống hết. Nhưng mà với cái này mặt... nó chỉ dù nó chảy chắc cũng không được nhiều vì nó rất là kẹo.